cho em cái mũ xuống. Ướt quá cả nhà, ướt như chùa lột. Ướt lắm. Đấy, hôm nay đông nghịt cả nhà. Chết người luôn. Báo này đi sớm cánh mà vẫn là đông nhỉ. Mấy cả nhà, hôm nay đông lắm, hôm nay là chủ nhật. Một dàn đông nghịt luôn. Nhân đánh cái canh ấy. Những ngày mùng 1 và chủ nhật như này là cứ phải hôm như hôm nay mà vừa hỏi Đức Anh bảo là hơn 200 bát dự kiến. Tiếp không? Bây giờ tiếp đây nào, một dàn này, bổ đây. Đây trần tới đây. À đây à. Ôi chúc mừng nhá. Đấy phở lắm ổ cả nhà. Đấy, ngon lắm. Phở bún các kiểu con đều điểu. Cái gì? Đi làm cũng khổ mà đi ăn cũng khổ à? Nhục lắm. Được. Bánh tưng này nữa vẫn là chưa đủ cả nhà. Tí nữa tiếp tục còn giảm nữa. Đấy cả nhà, đông lắm. Đông lắm cả nhà. 5-6 người phục vụ còn không đủ. Ngoài sân trong nhà. Đấy, chào buổi sáng nhé. Chúc con sức khỏe. Cái này 100% hết đi nhỉ, con Tuấn nhỉ. Wow, chúc mừng ông nhá. Chúc mừng chiến thắng. Chúc ông sức khỏe. Có ông động là động đũa đồng chén đi đâu. Đi giật tất cả mấy anh em mà đi ăn tiết canh bê, tí nữa ăn tiết canh bê xong rồi mấy anh em làm ăn phở, đây là bữa sáng này xong này. Đấy cả nhà. Đông lắm, quán đông lắm. Những cái ngày như chủ nhật những ngày một là rất chi là đông. Ngon đúng không? Ông Doạn, ngon không? Ngon. Lần đầu tiên ăn tiết canh bê đấy à? Ăn được không ông? Ăn được. Vâng. Đấy. Mấy ông này là lần đầu tiên ăn tiết canh bê đấy. Ăn đi Tuấn. Ăn à. Quá ngon rồi. Đặc luôn. Cả mấy ăn thế nào, ngon không? Chuẩn không? Quá. Ngon quá. Lần đầu tiên là mấy ông ba ông này đã ăn tiết canh bê. Cả nhà xem với anh nhớ ủng hộ cho mình nhé. Đồng như thanh châu câu. Rồi. Chứ anh chồng là nghe béo nhỉ? Em vẫn thấy anh. Vẫn à, thấy anh. Vất vả như thế. Chồng thì béo như con trâu với vợ gầy. Đây chủ quán sợ chờ lâu rồi cả nhà này, cho bắt cân nè, cho bắt cân nữa nhiều các ông nhỉ.
nào. Chào mừng đĩa gần cái nhá. Chăm chăm đây không ơi. Sướng như thứ nhất là trận tới rồi đấy. Trận tới ở cái tuổi mèo đúng do là nhất rồi đấy. Đây là đĩa gần cả nhà này. Thì quan tâm lý cho là trước để mà nai dai ô ngon giòn thật, giòn lắm. Nhai thế nào? Tôi ăn cảm thấy giòn không? Tôi đứng ra nhỉ? Ông soạn ơi, ông soạn thử thử miếng gân đi như thế, gặm đi đấy. Đấy, ăn nó nóng ngon giòn lắm, cháu cứ tưởng là gì thế mà giòn ghê nhỉ. Đấy, giòn hết. Ông vào làm chén cho cháu đây. Ông ngồi đây. Giới thiệu ở nhà đây là ông bố của ông chủ quán đấy. cứ ăn đi. Cả nhà đến lượt mình ăn tiết canh nha, review cho cả nhà xem nha. Miếng ớt miếng sướng nhất ông Trần. À thế là mới à, mới lên ông nội à? Ê, sướng nhỉ, lên hạn này à? Ông đích tôn hay là ông đích nhùm? Cả nhà đang mưa to lắm rồi, ngoài trời đang mưa cực to luôn, rồi luôn mưa to lắm. Đấy, cả nhà anh em mình tiếp tục thêm đĩa xào đây để nó để có được những con được. Đầu bếp rất đẹp dài nhỉ, mấy bạn và cái ông đầu bếp đẹp dài đấy. Đây đây, vợ ông áo vàng đứng cạnh kia đấy. Xinh lên cái này đấy, được bếp xinh gái chưa có người yêu nhá. Đấy, cả nhà làm chén lên Đức Anh à. À, gần là gần là mời à, thế thì phải làm chén này. Chúc chủ quán làm ăn càng ngày càng phát triển hơn nữa. Còn ngày như này thôi. Cứ ngày như này là phục vụ như này là vừa rồi các ông. Càng ngày càng phát triển hơn là nhọc. Nhọc. Đúng rồi, cho đến khác ấy.
Đây, cho con trâu chờ đấy cả nhà mình chia sẻ đây là đây nên biết sao. Còn còn cái đĩa này, còn cái tô gân này đấy là thôi thì chủ quán này bảo là ông biển ra hay là chuyên nghiệp thì là miễn khuyến mại. Làm cái chào mừng cái đĩa xà bò nhà công nhỉ, nó khí thế thì chúc mừng tới rồi, bây giờ lại chúc mừng cái đĩa xà bò đấy, ngon ngọt canh 100% đi nó mát mẻ. Wow, ngon lắm cả nhà. Bò xào hành tây, mời các ông 100% nha các ông nhá, mát mẻ này tạnh mưa rồi. Mưa gió làm việc cứ rời. Rồi. Nắng lâu lâu nó phải cho tí mưa để cho nó đỡ. Để cho hạ nhiệt. Trước 10 phút. Đẹp rồi. Đủ xuân gió được không? Uống được không? Lỏng lắm, lỏng lắm. Lỏng đấy. Nên đây là chúng cũng bỏng tay đấy. Em bê cho này, cái để em bê chặt xiên cái tay. Bỏ đây cho anh ấy. Anh bỏ xuống. Làm cái đi, làm chén đi em. Rồi, chào mừng bát phở nóng đi không? Vụ số đâu, chào mừng bát phở nóng đi. Ngon đúng không? Nước phở đây là phở tái cầu đấy không ạ? Đấy là như thế. Anh Tuấn cho hết gia vị cho. Hết rồi. Chanh tương ớt. Đây. Giỏi ơi, ăn quả có này có ăn được không? Em quát chanh vào. Chanh vào, ông ăn đặng chanh vào, ngon lắm. Đấy, đặng chanh cho rau thơm rau diếc vào. Ông có ăn ớt cho nó có màu nó đẹp ý, ăn bát phở nó trong quá. Ăn sướng, ngon đấy, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đấy, sáng là cứ mỗi người một bát phở và một bát tiết canh bê thì cả nhà nó ngon lắm. Đĩa xào còn vừa chủ quán là tâm lý là cho một đĩa gần ăn xong rồi. Được không ông? Nóng ngon. Quá ngon rồi. Cô bố ăn mạnh cho hết đi. Lò quá rồi. Hai em.
mình cũng xin kết thúc video đây nhá. Video nó cũng hơi dài, mình cứ video đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip nha, những cái hay ủng hộ cho biển nhá. Cảm ơn rất nhiều. Chào cái Trần tới thôi. Chào cái ông Dọa đây. Chào cả nhà yêu cái nhỉ.